Thưa quý vị, chiều hôm nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cùng lãnh đạo các sở ngành hữu quan thành phố đã kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn quận Thốt Nốt. Sau khi được điều chỉnh bổ sung vốn, hiện quận Thốt Nốt có tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là gần 250 tỷ đồng, tăng hơn 76 tỷ 500 triệu đồng so với kế hoạch giao đầu năm. Bên cạnh thực hiện 4 công trình được thành phố trực tiếp phân bổ vốn, quận đã phân bổ vốn cho một dự án quy hoạch, 54 dự án vốn chuẩn bị đầu tư, 53 dự án thực hiện đầu tư, bao gồm 6 dự án hoàn thành, 29 dự án chuyển tiếp, 18 dự án khởi công mới. Đến ngày 20 tháng 9, quận đã giải ngân vốn được trên 183 tỷ đồng, đạt 73,34% kế hoạch vốn giao. Dự kiến đến cuối tháng 9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại quận đạt 75%. Kiểm tra thực tế và làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đánh giá cao quận đã triển khai thực hiện các công trình và giải ngân vốn đạt khá tốt theo tiến độ kế hoạch, đồng thời cũng yêu cầu tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công giải ngân vốn, chú ý phối hợp tốt giữa các phòng ban của quận với các chủ đầu tư và nhà thầu thi công cũng như các sở ngành thành phố để kịp thời tháo gỡ các khó khăn.